បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញរបៀបបង្កើត QR code សម្រាប់ Facebook Page របស់យើងបាទជាដំបូងលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង browser ហើយយើងឡើង Google យើងវាយពាក្យនេះទៅហើយ create ទីយ៉ា create QR code Facebook QR code ទីយ៉ាQR code បាទចុចមកកន្លែងនេះឲ្យវា website របស់យើងបាទកន្លែងនេះណាតែយើងអត់មាន website ទេបាទហើយយើងយកនេះដាក់តែម្ដងបាទតបមកគឺយើងចុចយក create a QR code នេះ QR code ដែលយើងបានហើយយើង download ទុកបាទចុច sign up for free សម្រាប់ QR code ហ្នឹងតោះមកយើងវាយ email យើងបញ្ចូលបាទតោះមកយើងចុច I accept ហើយចុច register តោះមកយើងធ្វើការរងចាំហើយយើងចូលទៅ browser ហើយចូលទៅ email របស់យើង email address របស់យើងដើម្បីទៅមើលដើម្បី activate បាទនេះគឺក្រុមហ៊ុនវាផ្ញើមកនេះបាទហើយចុច activate account បាទហើយយើងជ្រើសរើសយក Facebook តមកចុចទៅលើប៊ូតុងនិចតមកទៀតអាកន្លែងនេះគឺយើងអាចឆេងអាចអីណាបងប្អូនចង់ឆេងចង់អីដូរពណ៌ដូរអីស្ដេចយើងបាទអូខេតែខ្ញុំយកនេះចុះតមកទៀតនៅកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ Facebook page របស់យើងឧទាហរណ៍យក page យក page ខ្ញុំយកកំពង់ស្ពឺអូខេនេះកំពង់ស្ពឺបាទនេះកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងខ្ញុំ copy អានឹងយកមកដាក់តែម្ដងនេះគឺ URL page របស់ខ្ញុំបាទតមកទៀតកន្លែង name នេះខ្ញុំដាក់ថាកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺបោះពុំនិងថតចំឡងបាទហើយកន្លែងនេះកំពង់ស្ពឺនេះកំពង់ស្ពឺ printing and photocopy ហើយកន្លែងនេះគឺយើងយក URL របស់យើងទៅដាក់តែយើងពួកយើងអត់មាន page តទៅទៀតយើង large image ប៉ុន្តែយើងយើងមិនបាច់ទេជប់ហ្វិនតទៅទៀតយើងមើលកន្លែងនេះបាទ label code យើងធ្វើកំពង់ស្ពឺ photography and printing មកហើយមានចេះបដោយបាទហើយយើង preview មួយមើលនេះ preview នេះចេញចេះបាទនេះ large អូខេហើយ go to page អីចឹងទៅបាទហើយបន្តទៀតគឺយើងបើកទៅមើលនេះរបស់យើងតើយើងចង់ដាក់ description មួយខ្លះអីចឹងណាបាទអរនេះកាច់បាត់តើតែយើងមើលនេះរបស់វាតើតើយើងមានអីខ្លះដើម្បីដាក់ចាំបន្តិចបងប្អូន
Đây. Chọn mốc cái dương lại đi. Sale. Just sorry. Và dùng copy từng ô móc hay dùng vô đặt lại nít đọc clear mình tích hay just sorry hay dùng từ mượn đi. Ok mình chẳng lại nít dùng copy ra cầu mít ba này. Ok vô mình đã máu. Yeah. Những lúc cháu và tâm tiết cái dương chạch là nít chạch chạch nít á rục hiệp là dương toàn bàn vô mà đặt. Oh sorry. Oh bếp ở bà bếp bàn và tâm tiết này cái dương bàn này hay nhé và dương bàn chùa của mỗi là dương download chùa cô điện tốc xem mẹ và đi no frame và đây là no frame và no frame được download tới hay anh đi cứ dương ai edit background edit đi bàn logo dương ai đặt logo vào dương bàn thế hay logo và sân bay dương tôi đặt logo cái đặt logo bao dương đó ok nếu cái chữ logo bao dương là dương ban design hỏi upload cho tay mà đỏ và thế nhé chẳng vì load một khăn nồng này tập mốc dương chỉ download đồng tiền rồi dương dò đi hết nè và ok tập một tiết h lệnh đi custom color dạy dùng dầu tha riêng mạch và nè thế nhé dùng dầu tròn đấy anh ấy tròn thế tròn tròn hay là xong phải dùng dầu mool vì tranh mool vậy và thế cho dùng dịch đi tới rồi color với những cái dương ai edit color ấy bàn nè nè color vô color và hay tôi một tiết là URL URL nó cái dương sort URL sort URL dương đã tham mạch lại nâng KSP KSP KS printing printing KSP KS printing chẳng tới tổ như xìu và nick cứ dương chân vậy xìu đón tiết đó bàn chờ tích và tổ mới dương chân close hơi niệm vậy là dương bàn thơ nó cứ vì này chân bẹp nắng hơi cái này nick comment edit đây và dương cài lần vinh là quay đại dương bàn đi nhớ nè này và thôi nhé là bell hay quay đại dương bàn đạm mình nè còn tại vì ở trên ao ý bỏ chỗ nè lấy nâng mình và feedback hay just sorry giờ nâng giờ tự đạn đây ạ thì khổ nâng mình và nó cho sale chẳng hầu vậy hay chua câu đi nếu như trên QR code chè và anh ấy cứ bỏ dường thì chắc
Dư siêu tục tử. Dư siêu mùi tục. Yeah, sorry. Dạ. So you are. Chẳng ở vậy đại dương bàn này hết cứ vì cho sập cột vậy thế nhé. Facebook chẳng đại dương đã lưu Facebook đại dương thì và miền video miền ấy chẳng nè đại dương xem ngay tại Facebook đại dương và hay nếu bây giờ đại dương scan dương cho ba cột máu nếu bây giờ đại dương chọn scan còn là dương anh ấy dương ai vô cầu nó vô tận đạn là lơ đi bao dương bàn lơ niềm bàn bao dương hay cứ dương ai chờ scan ba cầu vào máu cứ dương khơi nhờ bao dương lên năng này scan nó chọn áo rẻ thứ tại sao bị miên cả lơ mà từ lại cả lơ mình dừng đi mình nắng ok ở qua đấy và nơi tầm khánh đưa ba câu vẫn nắng cứ dừng trong hai con phone sầm nhập vô tôi đặt nó lư page rồi gọi đặt nó lư Facebook bọn phone ấy chẳng cứ dừng phờ QR code và nè tôi dùng nhầm dùng đặt tên em nè này và hai chữ châu nó KSP printing và đợt mì hay nó phê đề cái chạch pup đồng tên nào đi chạch pup đồng tên nào tên này nè 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 QR code đi chá create in a ngày định mình nhắc đi dừng đi chẳng ai giờ chạy phù hợp cao bằng 2 nè phê đi có hay là môn để chọp ấy và có hai tập năng tê nông vẽ năng cứ chọn vậy tha và các siêu câu tại phần năng hay chấm cua bọn phụ na đài quạt bàn chế bàn đằng hay cho số mà chia sẻ tại xa ca phơi nít còn tại và hai bọn phụ này toàn đại bàn toàn bàn chế toàn bàn đằng đi bà chắc tôi có con số nhiều nghiệp liền.